Hey, xin chào tất cả bạn nha, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng tiếp tục đi đến với đấu trường của ARK Modbet. Và hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một con, này là con Alpha Arrow Alert, phiên bản mới ở trong mod Chromatic. Trông nó khá là đẹp. Đó, nó là con 2014, có 17.000 máu. Alpha Allosaurus, hôm nay mình chiến này hai con này nhá. Mình sẽ thả một con alo thả ra một con trắng này. Có một con màu đỏ và một con trắng, thì một con level 28 và một con level 118, thì mình sẽ thả thêm một con nữa. Thua con Alophasaurus của mình. Đó, mình đã thả thêm hai con nữa và trong đây có một con level 100. Alpha Allosaurus của mình vẫn chiến thắng nha. Và đạt lượng máu là 13.000 máu.